Thấy trẻ rồi ha. Trẻ là mấy tuổi à? Lớn qua nó mới trẻ. Lớn qua nó mới thấy là bạn. Nó bị bạc ngay bên bên lỗ tai ha. Đúng là ở trên đây nó còn lớp trẻ quá nó đâu các bạn. Ờ, tại vì cái lớp trẻ nó đâu có cứu được nó đâu có tay được. Nó đẩy cái kia ra rồi chưa nói không tự khen luôn. Chủ nhật là đông khách anh Mỹ. Anh nào mà không chờ được rảnh ha. Sáng giờ là quản lý lên nhà nằm bộ mà ở đây 4 vòng 5 vòng rồi nó nãy nó mới gắt vậy hả? Từ lớp nó gắt bị gặp lớp rồi đó là nó gắt bị thứ hai lắm tự nó rảnh mà nó quản lý thì thứ hai rồi sáng rảnh què đâu làm cái gì. Sáng rồi nó bị cắt đi mà đi cắt đi luôn. Thấy trẻ rồi ha. Thank you.
giống tàu ngủ. Tỉnh nè. Tới khâu nhuộm tóc.